Rồi, rất là bận luôn nhưng mà vẫn tranh thủ lên một cái video hướng dẫn anh em chỉnh cái laser cho cái súng ná cao su VIP 10. Coi chừng tới số vật nha. Bắn trúng con sóc mà giờ nó ở trong bụi lùm này. Đầu nhánh căng, khả năng là rớt xuống bờ vực rồi. Đây rộng quá cũng không thấy được nữa. Hy vọng là nó vướng lại. Rồi. Cái này là một là nó trúng mà nó chưa chết anh em, thì nó lỗi. Trúng mà nó bị thương mà nó chưa chết thì nó lỗi. Mình thấy cũng trúng giữa luôn á. Hai nữa là nó rớt xuống dưới kia, dưới chân bờ vực á. Cái này mình không xuống được nha mọi người. Đây là nhà của ta, rào quanh hết rồi. Như vậy là chúng ta bỏ luôn nha anh em. Tại vì xuống dưới sợ người ta chửi là em khu vực này em lạ, không có quen ai. Rồi đi một lúc thì cameraman á, anh bạn đi chung thì bị đau chân rồi. Do cái hồi trước anh có bị gãy chân á. Em giờ lội đồi lội núi anh lội không được rồi. Kêu anh ngồi nghỉ rồi. Em bắn được một con chim cu ngó nhỏ nhỏ nha mọi người. Mà lại tiếc quá là không có ai quay cái cảnh bắn hết. Nên là em anh em thông cảm là em xuống nhặt con chim lên cho anh em xem. Cái này lúc nãy là ngồi nghỉ thì anh em ăn cơm trưa mà nó cấn làm sao mà nó hết pin cái laser mất. Có thể là vô lúc để xuống không để ý nó bị cấn, nó sáng đèn lên á, không để ý á. Nấu cơm ăn xong là nó hết pin mất. Đây một cua ngói nha anh em. Cua ngói này nó nhỏ xíu à anh em, nhỏ dữ lắm. Chắc to hơn con chim sẻ được tí thôi. Đó, bắn ngay nách luôn anh em thấy không. Không có laser mà em bắn khá chuẩn nha. Em tháo cái laser em bỏ ra luôn rồi đó. Đang đi thì có một anh là ảnh mượn lại ao nhà ảnh bắn một con vịt. Con vịt này là con vịt người ta nuôi mà nó bay tới anh em, nó bay như chim nữa. Bay tới bay đi mấy lần rồi, bây giờ đang rình bắn anh em nhé. Thì anh này nó bay đi rồi bây giờ nó bay lại đấy. Để xem anh chỗ tài không nè. Đó, anh bắn thì trật nha anh em. Anh đưa qua nhờ mình bắn nha. Anh bắn trật mấy phát mà nó không có bay. Bây giờ mình sẽ bắn thử nha. Chỉ cần bắn nó bị thương là nó không bay được là bắt thôi. Thì rất là căng thẳng nha. Nó có dấu hiệu chuẩn bị bay đi á. Rồi ok, trúng nha anh em. Ok rồi, bây giờ qua bắt. Đây đúng không? Ôi, dính. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi, rất là bận luôn nhưng mà vẫn tranh thủ lên một cái video hướng dẫn anh em chỉnh cái laser cho cái súng ná cao su VIP 10. Thì ở đây có cái laser nhập về là nó đã có một cái laser đi theo. Rất là xịn sò luôn anh em, laser xanh. Đó, rất là xịn sò luôn. Cường độ ánh sáng cực kỳ mạnh luôn. Này ban ngày thì khỏi chê nha, ban đêm thì nó hơi sáng nha. Thì anh em nên là bật lên và tranh thủ bắn chứ đừng có để chú qua chú lại, nó sáng quá thì con chim nó sẽ giật mình á, sẽ bay. Trước tiên thì chúng ta sẽ ở đây anh em thấy có một cái núm bên trái và một cái núm ở trên. Cái này thì về thì anh em cứ lắp đúng như vậy mình. Cái núm này nè thì nó phải vuông góc với mặt đất nha. Có nghĩa là nó thật là thẳng, từ trên nhìn xuống nó thật là thẳng. Còn cái núm bên trái này thì nó phải song song với mặt đất ha. Có nghĩa là nó đi ngang, nhìn theo cái phương ngang nó phải song song với mặt đất. Rồi, sau khi mà chúng ta ước lượng thì nó khá là ok, khá là giữa rồi ha. Thì chúng ta sẽ siết lần lượt ba con ốc này, siết chặt vào. Siết chặt vào. Cái này nó sử dụng là ray 20 anh em nha. Chúng ta đặt cái tay vậy, chúng ta bật thử ha. Thì khi mà đặt cái tay vậy hoặc là chúng ta có thể là dọc thẳng xuống đất, dọc thẳng xuống đất để chúng ta nhìn. Ôi nóng lắm anh em nha. Cái laser này sôi lâu nó nóng, cái tay kinh lắm.
nóng tay kinh lắm anh em. Ui, cái này laser này kinh thật. Nó nóng nó cháy luôn tay anh em nha, nóng cháy tay đấy. Kinh thật. Vậy thì chúng ta sơ lược qua thì chúng ta sẽ thấy được là nó đang bị lực phải và bị khá cao. Đó. Mà bây giờ chúng ta chỉnh phải trái gì thì chúng ta cũng dễ thôi. Tại vì chúng ta sẽ để nó xuống đất. Để nó giống xuống đất nha. Để nó giống xuống đất rồi chúng ta sẽ chỉnh. Ở đây thì mình đang quay ở nhà riêng của mình. Nên là mình không có đem cái kẹp về. Đem cái kẹp về thì anh em cảm thấy mình chỉnh xong rồi mình test thử cho anh em xem thôi. Thì anh em thấy không? À, mình bắn thử phát trúng cái lỗ tai con hổ anh em thấy không? Bây giờ mình bắn thử phát nữa. Mình sẽ nhắm vào cái mặt con hổ. Thôi hảo ở đây quay cho ba nè. Rất chuẩn luôn. Đây nè, phát thứ nhất trúng lỗ tai, thứ hai mình nhắm ngay mũi này thì nó hơi thấp tí nè. Nói chung là bắn thì tất nhiên nó sẽ bị rung tay thôi, chứ không thể nào mà trúng 100% được. Tại vì mình bắn mình không có kê bao cát, mình không có kê vào cái ghế gì hết. Chỉ cầm dơ lên mà bắn thì cái tay của mình không thể nào mà nó chuẩn 100% được. Trừ khi anh em kẹp vào eto hoặc là kê lên ghế hoặc kê bao cát thì cái củi mình nó mới ổn định được. Thì như vậy là cũng khá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ test một số phát nữa, rồi mình sẽ đi bắn chim thực tế cho anh em xem. Hả? Rồi ok anh em, đoạn này là mình sẽ không cắt một tí nào hết nha. Mình sẽ bắn liên tục luôn, không cắt một tí nào nha. Nó chín quá rồi á. Đi rừng vẫn kim, không có chim. Vừa chúng cái nhóp. Lắm. Nhờ thằng bạn nó quay cho, nó đi theo nó quay cho mà quay như cục xít mọi người.
Hay là bây giờ nói chung là đoạn đầu thì mình có ghép cho anh em thấy một số cái mục tiêu mình bắn được đó. Rồi thật ra là cũng bắn được mấy con nữa nha anh em. Nhưng mà nó quay lung ta lung tung là hết pin luôn. Cái đoạn cần quay thì không quay, cái zoom lên cho thấy rõ con sóc thì lại không quay. Dù sao cũng mong anh em thích clip và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bye bye, chào anh em nhé.